Thưa quý vị các bạn, ngày 4 và 5 tháng 11 năm 2023 tới đây thì tại quảng trường thành phố Bến Tre sẽ diễn ra giải BPACO Bến Tre Marathon năm 2023. Có thể nói đây là sự kiện thể thao lớn của tỉnh Bến Tre trong năm 2023. Quy tụ gần 6.000 vận động viên tham gia. Để quý vị các bạn có thêm thông tin về giải cũng như là biết được cái sự kiện quy mô chất lượng của giải như thế nào, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thiện Chí, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức giải. Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết về mục đích ý nghĩa của cái giải năm nay như thế nào? Vì sao ban tổ chức chọn chủ đề là bước chạy vì sức khỏe và môi trường, và cái chủ đề này muốn gửi đi thông điệp gì đến mọi người? Ban tổ chức chọn cái chủ đề tức là chạy vì sức khỏe và môi trường. Giải năm nay thì với cái quy mô tức là tăng cái số lượng vận động viên, năm rồi thì lần đầu tiên chúng ta tổ chức với cái quy mô khoảng 4.000 vận động viên, và năm nay thì ban tổ chức quyết định là tổ chức nâng cái quy mô lên 6.000. Thì cái mong muốn của ban tổ chức tức là vận động qua cái sự kiện này, vận động mọi người tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, mỗi người chọn cho mình một cái môn thể thao thích hợp. Cái thứ hai thì về cái chủ đề của năm nay đó là chạy vì sức khỏe và môi trường. Thì qua cái sự kiện này thì ban tổ chức cũng muốn gửi một cái thông điệp, đó là cái mọi người hãy nâng cao được cái ý thức là mỗi người dân làm sao để bảo vệ cái môi trường sống, để cho góp phần vào cái chất lượng sống cũng như là cái sức khỏe cho mọi người. Thưa ông, nhân đây ông có thể cho biết những cái điểm mới của cái giải mùa 2 này so với giải mùa 1 như thế nào ạ? So với lần trước thì lần này thì ban tổ chức có cái nhiều kinh nghiệm hơn, tức là đúc kết từ cái giải lần thứ nhất thì nó có những cái điểm khác biệt. Thứ nhất là về cái quy mô, thì năm nay thì như tôi nói tức là cái quy mô thì năm nay là tăng cái số lượng vận động viên lên từ 4.000 lên 6.000. Cái thứ hai nữa là đó là cái giải thưởng. Thì năm nay thì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì chúng tôi đã có cái sự tài trợ của cái công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre, gọi tắt là BPACO, thì đảm bảo về cái phần kinh phí. Thì cái phần giải thưởng thì năm nay thì có cái nâng lên so với cái giải thưởng chung của các cái giải trên toàn quốc hiện nay. Thì phải nói rằng cái giải lần này thì có nhiều cái giải thưởng hơn, cụ thể như là ngoài cái giải cá nhân thì có những cái giải tập thể và những cái giải phụ. Cái điểm thứ ba nữa đó là cái cung đường chạy, thì cũng là 4 cái cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Tuy nhiên thì cái thiết kế cái đường chạy năm nay thì phải nói rằng ban tổ chức cũng tính toán rất là kỹ lưỡng. Và vừa rồi thì khi mà công bố đường chạy thì phải nói là ban tổ chức cũng nhận được những cái nhận xét rất là tích cực của cái cộng đồng chạy trên cái toàn quốc. Thưa ông, đến thời điểm này thì công tác tổ chức chuẩn bị của ban tổ chức cho giải BPACO Bến Tre Marathon năm 2023 này như thế nào ạ? Ngày 25 tháng 10 vừa rồi thì ban tổ chức họp lần cuối cùng để kiểm tra toàn bộ lại cái công tác chuẩn bị. Thì có thể nói là đến thời điểm này thì toàn bộ cái công tác chuẩn bị, thứ nhất là về chuyên môn, cái thứ hai là các cái điều kiện đảm bảo, thì có thể nói rằng đến giờ phút này thì theo như cái kế hoạch cũng như tiến độ thực hiện thì phải nói rằng rất là phấn khởi. Cụ thể như là chúng ta thấy là cái số lượng vận động viên đăng ký dự kiến là 6.000, thì hiện nay thì con số nó cũng đã đăng ký cũng đã mấp mé gần 6.000. Thì cơ bản là cái con số đó thì ban tổ chức cũng thấy rằng rất là hài lòng. Cái thứ hai nữa, các cái điều kiện về an ninh, trật tự, y tế, rồi là giao thông và các cái điều kiện khác thì hiện nay là ban tổ chức cũng đang tiến hành ráo riết. Nhưng theo như
qua cái báo cáo cũng như là cái theo dõi của thường trực ban tổ chức thì chúng tôi đánh giá rằng cái công tác chuẩn bị tới giờ phút này là tương đối an tâm và khả năng là cái tổ chức cái giải lần này là nó sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này ạ.